Sao nhìn cậu có vẻ ủ rũ vậy? Hả? Sao không ra ngoài chơi cùng mấy bạn khác cho vui vẻ hơn đi? Thôi đi, tôi không có chơi với mấy bạn đó nữa. Ủa, sao kỳ vậy? Bình thường mình thấy mấy bạn chơi chung với nhau rất là vui mà. Hết vui rồi. Bộ mấy bạn đó chọc giận cậu hả? Không có, tại tôi ghét mấy bạn đó hay khoe khoang thôi. Chứ cậu nghĩ đi, tự nhiên chạy lại khoe với tôi là mới được ba mẹ dẫn đi chơi ở trung tâm thương mại gì đó. Cao ơi là cao. Vậy rồi chọc quê tôi chưa được đi. À, thì ra là chuyện này. Mà cậu có hỏi á, là tòa nhà đó cao bao nhiêu tầng hay không? À, hình như cỡ 7 hay 8 tầng gì đó. Trời ơi méo ơi, có vậy thôi mà cậu cũng buồn nữa. Bình thường mình thấy cậu đâu có hay để ý tới mấy chuyện giống như vậy đâu. Thì tôi cũng chưa bao giờ đi mà. Mà nghe tới 7, 8 tầng tôi cũng tò mò muốn xem thử cho biết. Mà không ai dẫn tôi đi. Vậy là cậu không biết rồi. Thật ra trên thế giới có rất nhiều tòa nhà cao gấp 10 hay thậm chí á là hơn 20 lần so với tòa nhà mà bạn của cậu vừa mới thấy đó. Ê, cậu nói thiệt hả? Là tòa nhà nào? Cậu mau chỉ với tôi coi liền đi. Có bao giờ các bạn đã từng nghĩ mình sẽ được sống ở trên một tòa nhà cao đến 100 tầng chưa? Không biết cảm giác khi đó sẽ ra sao ta? Vậy nếu các bạn có thắc mắc liệu không biết trên thế giới có tòa nhà nào cao đến 100 tầng hay không, thì mình xin khẳng định là có và nhiều khi còn hơn nữa đó nha. Hiện nay, trên thế giới có một tổ chức với tên gọi là Hội đồng Tổ chức Phi lợi nhuận Quốc tế về tòa nhà cao tầng và môi trường sống đô thị. Hội đồng này luôn duy trì danh sách 100 tòa nhà cao nhất thế giới dựa theo các tiêu chí đánh giá chung đó. Bất ngờ hơn cả, có đến 32 tòa nhà trong số này đều nằm ở Trung Quốc. Các kỹ sư của Trung Quốc quả là giỏi lắm đúng không? Hiện tại, tòa nhà đứng cuối trong danh sách này là một tòa nhà ở Tây An, Trung Quốc, có chiều cao 350m và 75 tầng lầu lận đó. Còn giữ vị trí đầu bảng là một tòa nhà có kích thước khổng lồ lên đến 1.008m. Hôm nay, hãy cùng tụi mình tìm hiểu những tòa nhà cao nhất này nha! Vậy, cậu nói thiệt hay nói đùa vậy? Những tòa nhà cao đến hơn 100 tầng lận hả? Thật mà, cho nên mình mới nói tòa nhà 7-8 tầng mà bạn của cậu nói tới không nhằm nhò gì với các tòa nhà chọc trời khác trên thế giới đâu. Cho nên á, cậu đừng có vì chuyện này mà buồn nữa nha. Nghe cậu kể xong mà tôi thấy hết buồn thiệt nè. Tính ra mấy bạn kia không biết gì về các tòa nhà cao nhất thế giới trong cái danh sách. À, danh sách gì nãy cậu nói tôi quên rồi. Là danh sách của Hội đồng Tổ chức Phi lợi nhuận Quốc tế về nhà cao tầng và môi trường sống đô thị đó méo. À đúng rồi đúng rồi, chính là nó đó. Ê dài, cậu mau kể cho tôi nghe mấy tòa nhà nào cao nhất đi. Tôi sẽ đi qua đó và nói cho đám bạn của tôi biết mặt. Đứng thứ 3 trong danh sách những tòa nhà cao nhất đó chính là Tháp Thượng Hải. Đây chính là một tòa nhà chọc trời được xây dựng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tòa tháp này được xây dựng từ tháng 11 năm 2008 và được hoàn thành vào mùa hè năm 2015. Để xây dựng được tòa nhà này, các cô chú còn phải bỏ ra một số tiền khá lớn lên đến 2,2 tỷ đô. Tháp này cao 632m, tương đương với 128 tầng. Ở tầng 121 tại tòa nhà có một đài quan sát để ngắm nhìn những vì sao trên trời hay xem những cảnh vật ở thành phố nữa nè. Với chiều cao 828m, tương đương với 164 tầng, Burj Khalifa đang là tòa nhà giữ vị trí cao thứ 2 trên thế giới. Tòa nhà này được mọi người ví von như một thành phố dựng đứng bởi vì vẻ đồ sộ của nó đã làm lu mờ các tòa nhà cao tầng đang hiện hữu. Được khởi công xây dựng vào năm 2004,
nhưng mãi cho đến năm 2010 thì tòa nhà này mới chính thức được hoàn thành. Quả là một chặng đường thật là dài. Ở phía trước tòa nhà này còn có thêm một đài phun nước rất lớn, được chiếu sáng bởi 6.600 chiếc đèn, 50 máy chiếu màu, có chiều dài 270m và độ bắn nước cao 150m. Khi bắn nước, chiếc đồng hồ này còn phát ra một loại âm nhạc cổ điển đến từ Ả Rập. Và đài phun nước này còn là đài phun nước lớn thứ 2 trên thế giới nữa đó. Đứng đầu trong danh sách những tòa nhà cao nhất thế giới đó chính là tòa tháp Jeddah của đất nước Ả Rập Xê Út, với chiều cao ngoạn mục lên đến 1.000m, được bắt đầu xây dựng vào năm 2003 và bị trì hoãn vào năm 2020 do dịch Covid-19 và chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Sau khi được xây dựng xong, tòa nhà này sẽ là tòa nhà có đài quan sát cao nhất thế giới với một ban công quan sát ngoài trời. Wow! Tòa nhà cao đến 1.000m! Thiệt hả? Công nhận cao quá đi! Yeah. Mà mấy cô chú làm sao xây dựng được những tòa nhà cao như vậy nhỉ? Mấy cô chú đó có cách thức xây dựng riêng mà méo. Trong thời buổi máy móc công nghệ hiện đại như bây giờ thì không có gì là không thể cả. Ê! Càng nghe cậu nói, tôi càng muốn đi tham quan thử cho biết. Mà không biết đến khi nào tôi mới có cơ hội được đi. Thật ra thì nếu hiện tại cậu muốn đi tham quan những tòa nhà cao tầng thì ở Việt Nam cũng có thể thực hiện được. Thì khá dài, ở nước mình có tòa nhà thuộc danh sách nào, cậu kể cho tôi nghe đi. Có đó Méo, để mình nói cho cậu biết là tòa nhà nào nha. Sau khi điểm qua 3 tòa nhà cao nhất trên thế giới, liệu bạn nào có còn thắc mắc tại sao Việt Nam không nằm trong danh sách này không nhỉ? Trong danh sách những tòa nhà cao nhất thế giới hoàn toàn có tên của Việt Nam nữa nha. Thật là đáng tự hào đúng không? Tòa nhà đã mang tên tuổi của Việt Nam vào trong danh sách này chính là Landmark 81, tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, tòa nhà này đã được công nhận là tòa nhà cao thứ 15 trên thế giới và đồng thời cũng trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Năm 2018, Landmark 81 chính thức được khánh thành và trở thành một địa điểm vui chơi quen thuộc đối với người dân Hồ Chí Minh và khách tham quan. Các bạn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh đã từng đến đây chưa? Tên gọi chính thức của tòa nhà này là Vincom Landmark 81, trong đó 81 là số tầng của tòa nhà. Bên trong Landmark 81 là đủ thứ loại hình giải trí như ẩm thực nè, siêu thị, mua sắm, khu vui chơi, đài quan sát, rạp chiếu phim, đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của tất cả mọi người luôn nha. Bên cạnh đó, đối diện Landmark 81 còn có công viên với tên gọi là Vincom Central Park. Là vào mỗi cuối tuần, chúng ta có thể đến đây cùng gia đình để dã ngoại ngoài trời được đó. Vào mùa hè khi đến đây, các bạn nhỏ nhớ mang theo diều nha. Có một thảm cỏ tươi xanh và rộng rãi như ở công viên này thì thả diều chính là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất đấy nha. Thì ra là ở ngay tại nước mình cũng có một tòa nhà cao ngất trời và tuyệt vời đến như vậy. Đúng rồi đó. Nên mình nghĩ là cậu không cần phải đi đâu xa, sang tận Ả Rập Xê Út hay là Dubai để chiêm ngưỡng độ cao của các tòa nhà đâu. Ê, tôi muốn đi thử cho biết liền. Landmark 81 nằm ngay Sài Gòn luôn hả? Đúng rồi, cho nên hiện tại cậu có thể đi tham quan các tòa nhà cao nhất ở Việt Nam trước. Rồi sau này, khi có cơ hội thì hãy đến thăm các tòa nhà khác trên thế giới để so sánh nha. Càng nói càng không có chờ được. Tôi cá là đám bạn tôi không có biết Landmark 81 đâu, chứ đừng nói là đi tham quan. Ê, tôi phải đi liền mới được. Cậu mau đi theo tôi. Mau lên, mau lên, mau lên. Méo ơi, cậu từ từ đã. Mình cũng chưa biết đường đi nữa. Cậu đợi mình xem Google Map cái đã. Sao chưa gì mà đã đi mất tiêu rồi nè. Trời ơi, Méo ơi, Méo ơi.